Ở đây chúng ta có một cây xuất gắn mơ 18 tháng 7. Ê, đứng lại, ê. Nào. Vỗ tay, vỗ tay. Được, được không, được không? Được không anh em? Ê, nào, nào. Yeah, hết sóc. Được không? Chào mừng tất cả các bạn đã đến với sốc ác chính thức của Sĩ Kẹo. Sốcsikẹo.vn. Uy tín, chất lượng, nhanh chóng. Thử vận may Free Fire 15k, 50k, 100k, 150k. Với cơ hội trúng ác siêu VIP, lật hình trúng thưởng, quay kim cương với tỷ lệ nổ hũ cực lớn. Hello hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo nha. Và ngày hôm nay chúng ta có hành động mới DJ Alok, điên cuồng theo điệu nhạc. Và mua thôi anh em nhờ, chờ gì nữa. Thôi 300 kim cương giả mặn phết nhá. Yeah, và chúng ta sẽ có thêm được một cái điệu nhảy nhấp nháy ư. Nghe kiểu nán đi. Tôi không hiểu điều gì đang diễn ra ở đây cả. Ok. Một điệu nhảy rất là cute và khăn bịt mặt ma quái, wow. Đeo này vào giống mấy thằng trộm chó anh em. Giống vậy, tôi thề luôn. Hay nghe lại bảo là không phải em. Ê, con pet kia là con pet Rocky. Anh em, thấy không? Ngầu, hay động sĩ đâu? Múa dẻo, sương sương anh em ạ, uốn sóng thôi. Và con pet Rocky này đã được mình mua và mình mở full rồi anh em ơi. Cho nó ăn bao nhiêu thức ăn nó mới lớn được tầm này á, thề với công. Thu tè vai. Đáng yêu mà. Đấy đàn. Thật sự là Rocky nó là một con pet khá đáng yêu và anh em mua nó đi này, tôi mở full skin rồi nè. Đáng yêu. Tính năng của nó là giảm thời gian hồi chiêu của kỹ năng chủ động. Xịn không? Thề, đây là một tính năng rất là hay nha. Lát nữa vào trận đấu thì anh em sẽ thấy nó hiệu quả như thế nào nhá. Và để coi nào, chắc là mình sẽ phải tháo gỡ đi bớt hành động mình full mất tiêu rồi. Bỏ một quạt đi anh em ạ. Và thêm cái hành động mình mới mua nhưng mà ở đâu ta? Kiểu không thấy á? What the fuck? Mua rồi mà sao cũng không thấy ta? Ôi, chả thấy đâu cả anh em. Sao vậy? Thôi. Vô chơi game đi cho rồi anh em ạ. Nói chung thì mình sẽ tìm cái hành động sau, hoặc là bên Garena Free Fire chưa kịp add vào cho mình chẳng hạn. Đấy, nó là như thế thì tôi cũng chỉ muốn nói với anh em như thế thôi. Nếu mà chúng ta sẽ xuống ngay bên dưới làng thông. Ui, cái bà, đông quá. Bỏ mẹ, đông quá. Đông thế này là hơi dở nhá. Ê, nói ra là đông thế này là hơi dở nhá. Nói chung là cứ bình tĩnh được không? Kìm không? Đông vãi. Cứu. Tôi thể lan anh em phải cứu tôi, không tôi chết bỏ mẹ ở đây mà. Khổ vãi trưởng. Yeah. Nào bình tĩnh nào. Nhưng mà ở đây không có cây súng nào cả. Ui, chúng nó trên tầng, chúng nó đi làm gì nhau kìa. Ở đây chúng ta có một cây shotgun mơ 18 tháng 7. Ê, đứng lại, ê. Nào. Vô tay. Được không? Được không anh em? Ê, nào. Yeah, hết sóc. Được không? Uầy, hôm nay mình bắn shotgun kiểu lên tay vai luôn. Bình thường thì bắn hơi bị óc cho nhưng mà ê, nào làm sao? Ôi. lại lên kêu. Anh ơi đừng như thế em. Em sợ anh ạ. Cái má không biết là nó làm gì ở ngoài kia. Ê, nào. Kìa. Chắc là kẹo sẽ cuốn máu xíu nha anh em. Và tất cả những chị em đâu, hôm nay tôi đặc biệt nói cái giọng nó dễ thương đáng yêu để cho các chị em nghe này nhá. Các chị em có nghe rõ không ạ? Thề anh em ơi. Nghe kiểu sĩ hôm nay là đeo đôi cánh này là đôi cánh thiên thần sang ngã, với lại thế nào lại cắm cái đuôi cáo vào đít thì kia trông nó hơi bị dở hơi tí, nhưng mà thôi. Cái này là kẹo lựa chọn đại trang phục cho nhau. Ê thật kìa, đứng lại. Nào, để nó chạy đi một tí đi anh em. Để nó chạy đi một tí đi, xong rồi lá thì kẹo tìm sau nè. Ui, chị ơi, áo hồng. Ông đừng. Bạn ấy bắn mình không trượt phát nào. Đấy, không trúng phát nào thì đúng hơn. Thế nào mà bắn người ta lại không trúng phát nào thế? Ôi, thường thế nhở. Ôi, mình sorry nhở. Ê, thằng kia, tóc trắng, mày làm gì hả? Đừng. Dọa tí thôi mà sao bạn ơi, bạn ấy cứ đứng đơ người ra cho mình bắn thế này hào hỏng. Chắc là mình sẽ sử dụng thêm một cây Scar nữa, tôi thề luôn. Hôm nay bắn shotgun M1887 lên tay vãi. Cái này mà không top 1 thì hơi phí nhá, thề luôn. Rồi, cái mìn ghẻ lở thì tôi loại bỏ nó luôn anh em. Các bạn thì để cái mìn ở đấy nó cũng đâu có cái tác dụng gì đâu, thế nên là lên trên xíu đi. xuống dưới nhá. À, mấy gọi bên này. Ê bạn ơi, đừng. Đừng.
nào, ngáo vai đứng ngay sau cột. Nhưng mà có một đứa xong kèo, ê, dựng lên rồi. Ô đừng, phóng lưu à, ê, phóng con tay. Đừng. Làm sao? Tấu hài vãi. Không biết là bạn ấy bị thanh niên nào bắn rồi. À đây à, ui rồi. Nào, chạy đi em ạ. Rồi này, lên bảng. Thế là xương xương thì mình có 7 kill rồi á. Wow, xịn nghe, có 7 kill rồi. Ôi ôi, tôi clear cả cái khu gọi là khu nhiều đồ này. Người ta gọi là đây là cái vùng nhiều đồ, vùng xanh em nhá. Tức là rất nhiều vật phẩm rồi. Yeah, ok. Theo chân sĩ nhá mọi người nhá. Nào, gặp thằng rơm rơm nào là xử cho nó luôn anh em ấy. Yeah, ngoài này có ai không? Ê, có ai không? Sĩ ở đây cô đơn lắm, có ai không? Có ai không? À đây rồi, đây rồi. Váy hồng à, váy hồng. Ôi, váy hồng sexy ạ. À. Em, đừng. Thế mà bắn xuân gan ghê vậy. Tôi thề với các ông luôn, đây sẽ là lần cuối tôi cầm cái cây MP40. Tôi thề nó đéo hiểu. Đang bắn xuất gắn ngon vãi cờ thì ra đéo hiểu sao mình có thể óc chó thế vậy ta. Ok, và chắc là có lẽ bye bye anh em. Và xin hẹn gặp lại tất cả anh em trong những video tiếp theo nha. Và nếu như các bạn thấy video của Kẹo hay, đừng quên là để lại một like cũng như là đăng ký kênh ủng hộ cho Kẹo nhá. Thank you tất cả mọi người. Yeah. Bye bye.